Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp phần 12. Học từ vựng tiếng Anh. Tiếng Anh theo chủ đề. Theo chủ đề. Nghề nghiệp phần 12 số 1 là cover nghĩa là thợ khắc. Cover là thợ khắc. Cover thợ khắc. Số 2 là photographer. Photographer là thợ chụp hình. Photographer là thợ chụp hình. Photographer mình. Số 3 là paper hanger là thợ dán giấy tường. Paper hanger là thợ dán. Paper hanger là thợ dán giấy tường. Paper hanger là thợ dán giấy tường. Paper hanger là thợ dán giấy tường. Số 4 là Wallpaper là thợ dán vàng. Wallpaper là thợ dán vàng. Wallpaper là thợ dán vàng. Số 5 là weaver là thợ dệt. Weaver là thợ dệt. Số 6 là potter là thợ gốm. Potter là thợ gốm. Số 7 là laundryman là thợ giặt. Laundryman là thợ giặt. Laundryman là thợ giặt. Laundryman. Con đi mình thứ giờ. Số 8 là welder thợ hàng. Welder là thợ hàng. Welder là thợ hàng. Welder là thợ hàng. Welder là thợ. Số 1 là khá vừa là thợ khắc. Số 2 là photographer là thợ chụp hình. Số 3 là paper hanger là thợ dán giấy tường. Wallpaper là thợ dệt vàng. Weaver là thợ dệt. Potter là thợ gốm.
Tránh vì mình thời gian. Reader là thời hạn. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp phần 12 tại đây.